Xin chào anh em, tôi xin giới thiệu một cái phụ kiện đi rừng mới, đó là cái lo bẫy chim, bẫy gà rừng, bẫy quắt, bẫy mềm bẹp, nói chung là bẫy tất cả loài chim, chim sẻ, bẫy cúc. Ha, đây là cái lo, nó có bao gồm có cái túi rằn ri ở bên ngoài, ha. Có dây đeo rất là tiện dụng, dây đeo này có thể tăng giảm được. Nó có đây là miệng nhám dính đây, bỏ cái máy vô trong, còn chỗ bên này là để cái remote. Cơ bản cái túi này thì nó không có cái nút áo ở đây, tôi chỉ độ thêm khoảng nút áo để cho khi mà để cái remote vô đây thì úp ngược quanh xuống nó không bị rớt cái remote ra thôi, chứ còn cái túi nguyên bản nó không có cái nút áo này nha anh em. Này là cái phần tôi mới đổ thêm vô cho để tôi đi lỡ quên là có ốp xuống vậy nó không có rớt cái đồng mod ra ha. Đây là phần đổ thêm thôi. Tôi đã sử dụng cái lo này thì tôi thấy rất là ổn, là giới thiệu với anh em. Âm thanh lớn, không bị rè ha. Có thể dùng để bẫy cúc, đa đa, gà rừng, cu gái. Đối với cu gái thì mình sử dụng cái máy này thì để dạo đồng cái anh em. Thì mình ngừng lại thì mình dạo đồng sơ qua, nếu mà nghe cu rừng trả lời, nếu mà nghe cu rừng trả lời thì mình dạo đánh, còn không nghe thì mình đi tiếp đến kèo khác để đỡ tốn thời gian của chúng ta. Chứ sử dụng theo như cái phương pháp hồi xưa mà treo con cu mồi lên là chờ con cu mồi nó gái rồi coi con cu rừng có trả lời hay không mới vào đánh, thì cái chuyện đó là quá tốn thời gian. Mà một ngày đi rừng thì tranh thủ được thời gian đánh càng nhiều thì càng tốt. Cho nên là tôi thấy càng ngày cái máy nó càng tiện dụng. Đây là cái máy không. Còn đối với gà rừng thì anh em chỉ cần sử dụng cái máy này thì mình gắn cái thẻ tiếng gà máy vô. Đấy, thì chỉ cần treo cái máy này lên cành cây thôi. Mình treo cái máy lên cành cây khoảng chừng 1 mét thôi, 1 mét rưỡi gì. Giò thì mình cắm ở dưới, vòng tròn ở dưới thì bật tiếng máy này lên, tiếng gà máy kêu thì gà trống chạy lại quằn quằn dưới gốc và nó sẽ dính. Đó là cách đơn giản nhất. Còn nếu mà anh em có thêm con gà máy lai rừng, gà máy cột chân dạng thần cột cái bên, thì mình cắm dò vòng vòng con gà máy đó thì bật cái tiếng máy này lên thì nó chạy lại, nó thấy con gà máy đó thì hiệu quả nó tốt hơn. Còn không mình sử dụng bẫy bìm bẹp, bẫy quắt, bẫy đa đa, bẫy cúc, nói chung là tất cả các loại chim. Nói chung là bán cái máy này thì chỉ bán có cái máy và cái điều khiển từ xa này. Cái điều khiển từ xa này thì có thể điều khiển được khoảng 100 mét, có thể là tăng giảm âm lượng, chuyển bài. Ở đây nó có mặc định chuyển cho mình từ 1 đến 9 bài đó. Còn nhiều hơn 9 bài thì mình nhắn cái nút net net ở trên đây. Ở trên đây thì anh em xài quen thì sẽ nhớ nó thôi, chứ còn toàn bộ nó bằng tiếng Trung Quốc cả. Cái máy này là E898ZI. Đó. Cũng nói luôn với anh em thì tôi bán cái máy này, tôi chỉ bán cái máy thôi. Còn anh em muốn mua cái thẻ thì phải tính tiền thêm cái thẻ nha. Tại vì trường hợp nhiều anh em có thẻ sẵn rồi thì chỉ cần mua cái máy. Hoặc anh em nào không muốn mua máy, mua thẻ không thì muốn chép tiếng gì thì yêu cầu tôi chép tiếng đó cho anh em ha. Thẻ thì sử dụng loại thẻ nhớ nhỏ này giống như cái điện thoại thôi. Nếu mà anh em có thẻ nhớ điện thoại thì không cần mua thẻ nữa. Thẻ nhớ nhỏ. Chỉ lắp vào đây và sử dụng thôi. Máy này thì pin xài rất là tốt. Xài nếu mà dùng bẫy chim, bẫy gà, đồ cái cả ngày đều tốt. Một ngày không thể nào hết pin được nó. Còn đây là cái điều khiển từ xa có nút công tắc ở bên hông. Đây để tôi thử cho anh em nghe cái âm thanh của cái máy này. Rồi là tôi sẽ test bằng cách đo khoảng cách để bấm cái điều khiển để cho nó nhảy sang tiếng khác cho anh em xem. Anh em lưu ý là cái phần bên này á, thì chẳng sử dụng gì cả. Phần bên này là nó điều chỉnh âm lượng của cái mic phát ra. Ở đây nó có cái mic để thu tiếng của mình vô đây rồi phát ra đây. Thì đó, cái máy này hình như nó nhằm mục đích để cho mấy hướng dẫn viên du lịch sử dụng, hay là các hoạt động ngoài trời để cho cái người hướng dẫn người ta
nối cho nó lớn, cho nên là cái phần bên này chả có ý nghĩa gì. Trong cái máy này nó kèm theo cũng cái mic gắn vô đây, nhưng mà trong đánh chim mà cái mic này chẳng có tác dụng gì nên tôi chẳng giới thiệu cái mic đó làm gì ở đây. Nhưng trong hộp gửi đi kèm thì nó sẽ có cái mic đó. Còn bên này á, là cái nút nguồn kim luôn, là lớn nhỏ ở đây. Anh em có thể bắt lớn nhỏ ở đây hoặc là lớn nhỏ ở đây cũng được. Ở đây nè, ở đây lớn, đây nhỏ, này nút cộng, nút trừ ha. Nút này là tạm dừng. Anh em xài quen thì tự nhớ thôi, chứ còn nó tiếng Trung Quốc cả. Đấy. Đấy, anh em thấy cái dải âm thanh nó là rất rộng, dài qua đến tới bên đây luôn, mà tôi chỉ cần bắt sơ một miếng ở đây là nó đã lớn như thế rồi. Đó. Nếu mà bắt qua hết ra bên này thì nó lớn khủng khiếp. Những tiếng lớn như thế này bắt qua lớn bên đây chỉ thích hợp để đánh đa đa hoặc những thứ chim khác thôi, chứ còn cu hoặc những cái con khác thì chỉ cần bắt vừa là được. Còn mình ngồi từ xa mình điều chỉnh trên cái remote này. Đây, nó ở đây nó cũng có nút qua bài khác, đây tạm dừng, dần dần đó, giống như nút qua bài khác đó. Nghe ha, âm thanh rất là tốt đó. Ở đây nó có cái anten ha, đó, ở trong cái remote này nó cũng có cái anten, nếu mà đi xa thì mình cần bật anten lên đó, để cho nó liên hệ tốt hơn. Đây tôi sẽ chuyển bài cho các anh em xem, nó đang ở tiếng hát cu ha. Tôi chuyển qua số 1, hình như trong cái thẻ này là số 1 là tiếng cúc. À, tôi sẽ chuyển sang số 9, hình như số 9 ở trong cái thẻ này là tiếng gà mái kêu ổ. Các anh em muốn tôi chép tiếng gì vô đây cũng được. Tôi vừa bấm số 9 thì ở đây nó sẽ chuyển qua tiếng gà mái có được ổn. Rồi, ở đây có nút tạm dừng, tôi sẽ tạm dừng ở đây. Đấy, thấy không, nó hết ha. Đấy, chỉ cần cái remote này thôi. Còn cái này mình bỏ vô túi mang trên vai. Rồi, bây giờ tôi sẽ test nó ở khoảng cách xa cho anh em xem. Hiện tại là cái máy này tôi đang treo trên một cái bờ rào vách tường, không có cái vách tường sau lưng của một cái dãy nhà trọ. Anh em thấy cái dãy nhà trọ, thì cái dãy nhà trọ này một phòng cách từ bì tường này qua bì tường bên này sẽ là 4m. Đó, chúng ta kéo cái anten lên ha. Bây giờ bắt đầu chúng ta sụt lùi. Nó đang hát tiếng cu nhé. Tôi đang cầm cái remote trên tay, chút nữa tôi sẽ đổi tiếng khác. Một dãy nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một. Đây, nếu mà 11 thì tính ra là nó hơn 40 mét rồi ha, khoảng 50 mét. Đấy, các anh em có thể thấy nó ở tuốt xa trên kia, thấy không? Do cái điện thoại này zoom không được tốt như những máy quay kỹ thuật số đó, các anh em thấy. Đây, mình nó đang ở cái vị trí này ha. Đấy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu bấm cái nút điều khiển từ xa ở đây. Hồi nãy tôi nhớ hình như cái nút số 9 hồi nãy là tiếng gà mái, thì nó đang hát tiếng cu trên đó. Bây giờ tôi sẽ bấm nút số 9 để cho nó chuyển qua tiếng gà mái, và chúng ta sẽ quên lên xem nó có chuyển hay không nha. Đấy, đèn khóa sáng một cái là coi như đã báo hiệu. Cái này thì nó xuyên tường luôn nha anh em, xuyên cây, xuyên bụi rậm, nó không cần, nó nói chung là nó xuyên qua tất cả, nó không phải che chắn gì cả, chứ không phải là đường thẳng giờ bấm mới được, mà nó có dắp cây dắp đầu cũng được. Rồi, bây giờ điều chỉnh nút lớn nhỏ cũng ở trên đây luôn nha các anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên coi lại xem nó đã chuyển qua tiếng gà chưa. Nếu nó chuyển qua tiếng gà thì là điều khiển tốt. Tôi nghĩ là tốt.
nó đến cả 100 mét lận mà. Mình ngồi xa đánh cu, đánh gà rồi đâu có ngồi xa tới cả 100 mét chứ. Đây, các anh em thấy nó đang kêu tiếng gà mái. Hả? Rồi, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video clip khác. Cái máy này thì tôi giao hàng toàn quốc ha, chở hàng bưu điện, nhận hàng và thanh toán tiền ha. Rồi, xin chào anh em.